Cảm ơn quý vị trở lại cho phần thứ nhì điểm tin trong tuần với Lê Bích Trâm và Hoàng Vy. Và tiếp nối thưa quý vị là bản tin xung quanh việc là Thụy Sĩ cấm việc, sau Việt Nam thì Thụy Sĩ là nước mà cấm cái việc triển lãm cơ thể người. Xin mời Hoàng Vy với bản tin này. Dạ, tôi cảm ơn chị Bích Trâm. Thì đây cũng là một thông tin cũng hơi ghê khi những hình ảnh mà quý vị sẽ được thấy trên màn hình đó. Mặc dù là mùa Halloween mà chúng ta cũng không hề mong muốn nhìn thấy những hình ảnh như thế này. Thì vào ngày 16 tháng 10 vừa rồi, thưa quý vị, thì chính quyền ở Thụy Sĩ đã công bố một cái quyết định cấm không cho phép triển lãm thi thể người. Mà cái quyết định này, cái kế hoạch này đã được mở cửa như một kế hoạch đi tour đã định từ trước vì lo ngại về nguồn gốc các thi thể người có mặt trong triển lãm. Triển lãm thi thể người là một loại triển lãm mới xuất hiện trên thế giới trong vài năm gần đây, gây ra rất nhiều tranh cãi do sử dụng công nghệ nhựa hóa để bảo tồn các thi thể người thật và đưa chúng ra triển lãm, cho phép công chúng vào xem không giới hạn lứa tuổi. Mới đây nhất, thưa quý vị, sau khi triển lãm thi thể người xuất hiện tại Thụy Sĩ thì các tổ chức nhân quyền ở khắp nơi và đặc biệt ở Thụy Sĩ đã bắt đầu bày tỏ cái sự lo ngại trước vấn đề nguồn gốc của các thi thể người thật được sử dụng trong triển lãm. Tổ chức người Cơ Đốc giáo hành động chống tra tấn sau đó đã gửi đơn phản đối triển lãm với một lý do là các thi thể sử dụng trong triển lãm này rất có thể là của tù nhân Trung Quốc, những người đã bị tra tấn hoặc hành hình, và của các thành viên của phong trào Pháp Luân Công mà chúng ta khắp nơi trên thế giới người ta đã lên án, và những người này đã bị áp bức và bị giết rất là oan ức tại Trung Quốc. Thì nhân tiện nói về những người Pháp Luân Công thì chúng tôi cũng trở lại một chút vào bối cảnh về câu chuyện này, thưa quý vị. Có nghĩa là năm 2005, sau một thời gian dài phủ nhận thì chính quyền Trung Quốc đã chính thức công nhận là họ đang thu hoạch nội tạng của tử tù. Và trước khi Trung Quốc công bố một cái chương trình hiến tạng tự nguyện thử nghiệm vào năm 2010 thì cả thế giới gần như là rất là sửng sốt. Là vì hơn 90% nội tạng cấy ghép đã được lấy từ tử tù và hầu hết bị giam vì những lý do, vì tín ngưỡng hay là vì bất đồng quan điểm, bất đồng về chính trị và không được xét xử một cách công bằng, thậm chí là không thông qua tòa án. Và điều thứ ba, thưa quý vị, Trung Quốc vẫn là một nước duy nhất trên thế giới hiện nay vẫn lấy nội tạng từ tử tù một cách có hệ thống để phục vụ cho việc cấy ghép tạng. Trở lại với câu chuyện nước Thụy Sĩ, thành viên hội đồng thành phố, ông Pierre-Anthony Hillebrand đã cho biết là có quá nhiều điều không rõ ràng để cho đất nước chúng tôi có thể thoải mái cho phép triển lãm. Vì thế, chúng tôi đã quyết định cấm triển lãm này. Và như hồi nãy chị Bích Trâm có gửi đến quý vị đó là sau Việt Nam thì Thụy Sĩ là một nước đưa đến quyết định này. Thì tại sao lại ở Việt Nam có thể có một cái cuộc triển lãm phải nói là khá là gây tranh cãi. Dạ, khá gây tranh cãi như vậy. Vì thưa quý vị, lần đầu tiên một cái triển lãm mang tên là Sự Bí Ẩn Đặc Biệt Của Cơ Thể Người, trưng bày các bộ phận cơ thể và xác người thật đã được cấp phép thông qua, diễn ra ở nhà văn hóa ở Sài Gòn và dành cho giới trẻ Việt Nam. Việc cấp phép cho một loại triển lãm này xuất hiện giữa trung tâm thành phố lớn nhất nước trong 6 tháng liên tiếp, từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12, đã gây rất nhiều tranh cãi. Thì theo cái lời quảng bá nghe rất là hấp dẫn của nhà tổ chức, đây sẽ là một cuộc triển lãm gây kinh ngạc, thu hút 40 triệu người tại 60 thành phố trên khắp thế giới và mang đến nội dung, họ nói là có tính giáo dục và đưa ra bí quyết của một cuộc sống khỏe mạnh. Mặc dù các triển lãm cơ thể người thu hút được rất nhiều khách tham quan, nhưng như Hoàng Vy vừa thưa là gặp phải sự phản đối mạnh mẽ tại nhiều quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu được đưa ra là vì nó đi ngược lại các quy tắc đạo đức của con người. Thưa quý vị, năm 2010, Tòa án tối cao ở Pháp đã tuyên bố là các triển lãm như thế này là trái pháp luật vì chúng đi ngược lại với tiêu chí văn minh của nước Pháp là di thể của người đã khuất cần phải được đối xử một cách kính cẩn, tôn trọng và đứng đắn. Và ngay cả Israel cũng vậy, thưa quý vị, một tòa án tối cao cũng tuyên bố là triển lãm cơ thể người là phỉ báng sự tưởng nhớ tới người đã khuất. Và ngay cả Mỹ thì những cái triển lãm như thế này cũng bị cấm. Và thế thì những cái ý kiến mà người ta cho là triển lãm này sẽ giúp phục vụ cho y khoa hay là cho giáo dục thì sao? Cái ý kiến đã có nhiều nhà trí thức và những người có cái quan tâm đến cái sự kiện này đã nêu ý kiến là nên giới hạn loại triển lãm này trong các trường đại học y khoa.
khiến cho chúng ta phải nhìn nhận lại một cách thực tế về cái thông điệp mà nhà tổ chức đã đưa ra là có phải là thực sự là họ vì khoa học và vì giáo dục hay không? Thưa quý vị, nếu nói là mục đích cao thượng vì khoa học, vì giáo dục, thì trước tiên cần khẳng định là các triển lãm này không phải là các triển lãm phi lợi nhuận. Với số lượng khách tham quan lên đến hàng chục triệu người như nhà tổ chức đã quảng bá, thì và ở nhiều quốc gia thì nguồn thu từ các triển lãm này có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí là đạt đến hàng tỷ Mỹ Kim. Và rõ ràng là đây là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Dạ, như vậy đây không chỉ là hoạt động thuần túy về khoa học hay giáo dục, mà là một hình thức kinh doanh thi thể người đã khuất và biến xác người thành một cái loại hàng hóa thương mại. Còn nếu nói là nhằm cung cấp công nghệ mới phục vụ cho giáo dục, thì chia sẻ về vấn đề này, Hoàng Vy có đọc thấy một cái phát biểu của ông tiến sĩ Tạ Quang Hùng thuộc Đại học Hà Nội đã cho biết, với sự phát triển của công nghệ VR về thực tại ảo và AR là thực tế ảo tăng cường, thì những cái ứng dụng như thế này đã cho phép mô phỏng hệ thống đào tạo y tế và giải phẫu học phát triển sức mạnh. Những ứng dụng này cho phép sinh viên trường y, đặc biệt là khoa giải phẫu cơ thể người hoặc động vật như thật, thậm chí là họ còn có thể tạo ra cảm giác, âm thanh giống như là đang chạm vào cơ thể sống. Như vậy thì nói tóm lại thưa quý vị, những cái nguồn vấn đề ở đây, vì sao các nước người ta cấm những cái cuộc triển lãm như thế này, là vì vấn đề nguồn gốc rất là quan trọng. Và những người phản đối họ nêu ý kiến là nên đóng cửa các cuộc triển lãm như thế này cho đến khi nhà tổ chức có thể cung cấp được tài liệu về pháp lý cũng như là nguồn gốc của các mẫu vật được trưng bày trong triển lãm. Thưa chị Bích Trâm, chị nghĩ sao về cái vấn đề này ạ? Đúng là nguồn gốc nó rất là quan trọng, tức là nếu mà có một cái cuộc triển lãm như thế thì cần minh bạch hóa cái nguồn gốc của những cái mẫu đó là đến từ đâu, có được cái sự cho phép của thân nhân hay không. Thì hồi nãy Hoàng Vy có nói thoáng qua về phong trào Pháp Luân Công mà bị cấm và bị đàn áp rất là nhiều ở Trung Quốc, thì Bích Trâm xin bổ sung là vào thập niên 70. Thưa quý vị, chúng ta nhớ là Trung Quốc thì phong trào tập khí công để mà tu luyện thân và tâm nó phát triển mạnh mẽ và vì những cái lợi ích cho sức khỏe. Thì đến năm 1999, số người tham gia luyện tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã là 100 triệu người. Trong khi đó thì số đảng viên của Trung Quốc chỉ có 60 triệu người. Và điều này chắc chắn đã mang lại sự lo sợ và ghen ghét cho nhà lãnh đạo Chóp Bu Trung Cộng thời đó là ông Giang Trạch Dân. Thì họ Giang được cho là đã phát động một cuộc bức hại Pháp Luân Công ở trên toàn quốc, và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải nói là đã sử dụng quân đội, công an, nhà tù và những trại cải tạo lao động cho việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công mà đang còn sống. Vâng, đây là một việc làm quá là độc ác mà thế giới chưa từng được nghe đến kể từ sau đệ nhị thế chiến và thời kỳ phát xít. Và trong nhiều năm thì Trung Cộng luôn tìm mọi cách để phủ nhận thông tin là họ thu hoạch nội tạng của các tử tù Pháp Luân Công. Và họ nói đó là chỉ là những cái vu khống, không căn cứ. Tuy nhiên khi mà chứng cứ đã rành rành, như là từng xuất hiện một cái cuộn băng ghi âm ông Bạc Hy Lai, tức là ông từng là Bộ trưởng Thương mại và Bí thư Trùng Khánh, khi mà ông đến thăm Đức với tư cách là Bộ trưởng Thương mại, thì có một cái cuộn băng ghi âm tiếng ông Bạc Hy Lai xác nhận là Giang Trạch Dân đã ra lệnh thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công. Thì sau này chúng ta nhớ là trong những cái đợt thanh trừng nội bộ dưới danh nghĩa đánh tham nhũng, qua chiến dịch đà hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình, thì Bạc Hy Lai cũng đã bị xa lưới và bị kết án tù chung thân. Thì như Hoàng Vy đã trình bày là vào năm 2005, sau một thời gian dài phủ nhận, thì chính quyền Trung Cộng rốt cuộc phải chính thức công nhận là họ đang thu hoạch nội tạng của tử tù và họ hứa là sẽ thay đổi. Và đến năm 2015 thì Trung Cộng nói là họ đã chuyển cái nguồn cung nội tạng từ các tử tù sang gọi là hệ thống hiến tạng tự nguyện lớn nhất châu Á, có nghĩa là họ nói họ không có ép buộc ai, mà đây là những người đó họ mà tự động họ willing để mà họ hiến tặng. Thì nhưng mà báo cáo của một số tổ chức quốc tế gần đây lại nói là Trung Cộng vẫn cưỡng bức để mà lấy nội tạng của tử tù một cách có hệ thống. Thì báo cáo này là do ông cựu nghị sĩ Canada David Kilgore, một vị luật sư về nhân quyền là David Matas, một nhà báo quốc tế là Ethan Goodman thực hiện. Thì họ đối chiếu cái số liệu công khai của những cái bệnh viện trên khắp Trung Quốc để mà chỉ ra cái sự chênh lệch giữa số liệu và những ca cấy ghép thực tế. Thì ba nhân vật này cáo buộc
Trung Cộng, cũng như là hệ thống chính quyền Trung Cộng, rồi hệ thống y tế, những bác sĩ và bệnh viện đồng lõa với nhau trong việc thực hiện cái tội ác man dợ này, một tội ác mà được chính phủ Trung Quốc điều hành và dàn dựng và quân đội thực hiện. Qua đó một ngân hàng nội tạng lớn được thành lập, lưu giữ những cái dữ liệu về sức khỏe của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, tất cả phối hợp để tạo nên một mạng lưới cấy ghép và thu hoạch nội tạng rộng lớn toàn cầu, và Trung Quốc chính là cái trung tâm giao dịch. Thì kể từ năm 2000, thưa quý vị, hơn 85% những ca ghép tạng của thế giới là đều được thực hiện ở Trung Quốc. Và bây giờ nói thêm về đất nước Việt Nam thì để thỏa mãn nhu cầu cấy ghép nội tạng ngày càng cao thì cũng có, lúc trước có thông tin nói là có cả một cái đường dây lừa bán những cô gái Việt Nam nhẹ dạ sang bên Tàu để mổ lấy nội tạng bán, nhất là những đồng bào sắc tộc vùng cao, vùng sâu mà tiếp giáp với biên giới Việt Trung, là thường xuyên xảy ra những trường hợp hàng loạt phụ nữ bị mất tích một cách bí ẩn. Thì trở lại bản tin mà hồi nãy Hoàng Vy có chỉ ra là triển lãm thi thể người ở tại Việt Nam mà đã bắt đầu diễn ra hồi tháng 6 vừa qua và sẽ kéo dài cho đến cuối năm nay. Thì điều kỳ lạ là những hướng dẫn viên tại buổi triển lãm đó không rõ nguồn gốc của những thi thể này và liệu người đã khuất có cho phép thi thể của họ được nhựa hóa như vậy hay không. Thực tế, thưa quý vị, là người Việt Nam và người Trung Hoa họ có những cái quan niệm về tang lễ về người đã khuất rất là giống nhau. Cái điều tối kỵ đó là chết không toàn thây, cho nên việc mà một người Việt hay người Việt trong nước hay là một người Hoa hay thân nhân của họ đồng ý để hiến tặng toàn bộ cơ thể để cho cái hình thức triển lãm như thế là cực kỳ khó xảy ra, nếu không nói là sẽ hoàn toàn không thể. Thì chúng ta thấy là chính quyền Việt Nam không những là không có tìm cách để mà ngăn chặn cái tệ nạn buôn người, để mà những cô gái không bị bán sang bên Tàu bị mổ lấy nội tạng, mà lại còn cho phép những cái hình thức triển lãm như thế này, như Hoàng Vy chỉ ra, là để kiếm tiền, để thu về những cái lợi nhuận khổng lồ. Và trong khi đó thì sự vi phạm những cái nguyên tắc đạo đức nó lại càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu như những cái thi thể trong triển lãm có được là thông qua tội ác diệt chủng, như là những cái tổ chức nhân quyền và truyền thông quốc tế đã và đang chỉ ra là trong thời đại văn minh này mà Trung Cộng vẫn đang thực hiện tội ác giết người, mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm, bao gồm những người Phật giáo Tây Tạng, những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, những người tập Pháp Luân Công, cũng như là những người Kitô giáo tại gia và những tù nhân chính trị khác. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.